Thiên nhiên đã ban tặng cho Tam Đảo một khung cảnh tuyệt vời, với những dãy núi cao hùng vĩ, những thung sâu mịt mờ mây phủ hay thác nước huyền ảo sương khói. Chính vì thế, Tam Đảo là nơi lý tưởng để tận hưởng kỳ nghỉ sau những ngày làm việc vất vả. Khác với những nơi nghỉ mát sôi động ở vùng biển, Tam Đảo luôn mang vẻ trầm tịch, yên bình. Không khí thoáng đãng mát mẻ trên núi cũng mang lại cho Hồng Phúc cảm giác thật khoan khoái. Cái xe lạnh của núi cao cùng những làn sương sớm khiến cả thị trấn như thoát ẩn thoát hiện. Cảnh đẹp nơi đây khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, tưởng chừng như mình vẫn đang lạc bước trong mơ. Khi nắng dần lên, sương bắt đầu tan, những nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, khu vực trung tâm thị trấn hiện lên với đủ loại thiết kế và màu sắc. Những thiết kế châu Âu hiện đại nằm đan xen trong các dãy phố cổ và nhà thờ đá rêu phong trầm tư. Tam Đảo hiện lên êm đềm trong nắng sớm mai, cảnh sắc hoàn toàn khác biệt so với những gì Phúc được trải nghiệm ngày hôm trước. Xa xa, một tòa lâu đài trông như lơ lửng trên mây, lúc ẩn lúc hiện, khiến khung cảnh thật giống như bức tranh trong truyện cổ tích. Trong không khí mát dịu này, Phúc dường như quên hẳn hiện giờ đang là giữa mùa hè. Và mới chỉ cách đây vài hôm, cái nóng oi ả ở thành phố còn khiến Phúc cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Lúc này, những cảm giác đó dường như đã ở rất xa. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Check-in Việt Nam. Và thưa quý vị, lúc này đây Hồng Phúc đang có mặt tại khu danh thắng quốc gia Tây Thiên thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Và người bạn đồng hành với Hồng Phúc lúc này là bạn Lê Thị Trinh. Chào Trinh. Dạ, xin chào anh Phúc ạ. Em xin phép được kính mời anh Phúc cùng quý vị khán giả sẽ đồng hành cùng em trong cái hành trình đến với Phật, về với Mẫu tại khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tây Thiên ạ. Xin mời quý vị, mình đi theo Trinh. Xin giới thiệu với anh Phúc, nơi mà chúng ta đang đứng đây là Đền Thỏng Tây Thiên, hay còn gọi là Đền Trình. Có tên gọi là Đền Thỏng bởi vì là ngôi đền này có tên cổ xưa, người ta lấy gọi theo tên địa danh là thôn Đồng Thỏng, và ngôi đền này cũng có tên theo địa danh là Đền Thỏng. Và tên chính thức ngày nay của ngôi đền này là Đền Trình, với cái ý nghĩa là trình báo ạ. Du khách khắp bốn phương trước khi đổ về mảnh đất Tây Thiên đăng sơn đền thượng lễ mẫu đều sẽ kính cẩn nghiêng mình vào trong ngôi đền này, với cái ý nghĩa là trình báo về cái chuyến hành hương ngày hôm nay để các vị thần linh thổ địa nơi đây cũng như là quốc mẫu Tây Thiên sẽ gia trì cho du khách có một cái chuyến hành hương được chắc chân, được mạnh tay và được hanh thông như ý ạ. Quốc mẫu Tây Thiên tên thật là Lăng Thị Tiêu. Tương truyền, khi còn sinh thời, bà là chính vương phi của vua Hùng Vương thứ 7. Bà đã có những công lao vô cùng to lớn trong việc giúp vua Hùng chống giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi. Khi đất nước bình yên, bà lại dạy dân trồng dâu, nuôi tầm, dệt vải, trồng lúa nước. Đến khi mất đi, bà được người dân lập đền thờ ở lưng chừng núi Thạch Bàn với độ cao là 530m so với mực nước biển. Đó chính là đền thờ quốc mẫu Tây Thiên ngày nay. Cho nên anh thấy hai bên là cây xanh rất là xanh và tươi. Đó là dạ đất vâng. Ở đây rất là tốt đúng không? Dạ vâng, thưa anh, là tất cả những cánh rừng đây là thuộc vườn quốc gia Tam Đảo. Và cái độ bao phủ cực lượng lớn ạ. Và cái tầng lớp ở đây cũng rất đa dạng. Mình càng đi lên là cái khí hậu nó càng dễ chịu. Dạ đúng rất rồi, là mát. Và cái khí hậu ở bên dưới này so với khu vực trên đền mẫu là nó chênh nhau khoảng 3 đến 4 độ C. Cho nên với khu vực đền mẫu rất là mát mẻ, thời tiết dịu dàng anh ạ. Cho nên là khách cũng đến đây rất là nhiều. Và cái dịp là để du khách tới đây đông nhất hả Trinh? Ở Tây Thiên sẽ có, tại vì là ở đây là cái nơi du lịch văn hóa tâm linh. Nên là theo cái tín ngưỡng của dân gian Việt Nam ta thì cứ 4 tháng đầu xuân du khách là sẽ đổ về Tây Thiên cũng như các khu du lịch tâm linh rất là đông. Và cả 4 tháng đầu xuân thì gần như ngày nào cái lượng khách ở Tây Thiên cũng đông kín mít ạ. Thực ra là thưa anh, là tất cả các ngôi đền, ngôi chùa đây đều là phục dựng lại trên nền móng cổ xưa với cái kiến trúc cổ xưa ạ. Tức là hàng trăm năm trước, hàng trăm năm trước đã có một cái địa điểm tại đấy. Dạ đúng rồi ạ. Coi như là các vua chúa và bà con khu vực này họ đã từng xây những cái vị trí như thế. Dạ. Đẹp quá. Trước đây để lên được đền thượng, khu đền thờ chính quốc mẫu Tây Thiên, du khách phải đi đường bộ, chèo đèo lội suối, khoảng chừng 5 km và phải mất gần như cả buổi. Nhưng hiện nay khi đến tham quan khu di tích này,
cũng chỉ mất chưa đầy 30 phút vừa đi xe điện vừa ngồi cáp treo là lên tới khu vực đền chính. Cảm giác bồng bềnh trên mây, tận hưởng từng làn gió nhẹ mơn man, thu vào tầm mắt toàn cảnh sườn núi Thạch Bàn với thác bạc, rừng cây lá đỏ hay những loại cây đặc trưng của vườn quốc gia Tam Đảo cũng thật vô cùng thư thái. Xin giới thiệu anh Phúc ạ, địa điểm thứ hai chúng ta đặt chân lên đến đó là đền thượng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Gọi là đền thượng bởi vì đây là ngôi đền nằm ở vị trí cao nhất trong hệ thống 54 địa điểm thờ tự Quốc Mẫu tại tỉnh Vĩnh Phúc. Và thưa anh là ngoài ra thì ngôi đền này cũng là ngôi đền thờ tự chính của Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu. Bởi những công lao to lớn như em đã giới thiệu, Quốc Mẫu đã giúp nhà vua chiêu mộ binh lính đánh đuổi giặc xâm lăng. Thì bà cũng là người đã dạy dân trồng lúa nước này, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, giữ ngọn lửa hồng trong buổi bình minh của dân tộc. Với những công lao hết sức to lớn đối với nhân dân như vậy thì người ta đã lập nên ngôi đền thờ bà tại lưng chừng núi Thạch Bàn với độ cao là 530m so với mực nước biển, chính là đền thượng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên ngày nay đó ạ. Bên cạnh đền thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu, khu di tích còn có ngôi chùa cổ Tây Thiên, nơi được coi là cha mẹ Quốc Mẫu đã đến cầu tự và sinh ra Quốc Mẫu. Toàn bộ các đền chùa trong quần thể di tích Tây Thiên đã được xây dựng, tôn tạo lại trên nền móng những di tích cũ và được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2015. Hàng năm vào ngày 15 tháng 2 âm lịch, lễ hội Tây Thiên đều được tổ chức với nhiều hoạt động như dâng hương tưởng nhớ công ơn của Quốc Mẫu, thì gọi bánh chưng, bánh giò, vui chơi, thi tài. Lễ hội Tây Thiên còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Và đây cũng là dịp để du khách thập phương hiểu biết về đất và con người Vĩnh Phúc, về chốn linh thiêng Tây Thiên, về phong cảnh núi non hùng vĩ của núi rừng Tam Đảo. Cảm ơn Trinh rất là nhiều. Nhờ Trinh mà hôm nay Check-in Việt Nam và anh đã được đi trải nghiệm khám phá toàn bộ cái khu danh thắng quốc gia Tây Thiên này. Dạ, Thanh Phúc là người dân tộc đồng bào Sán Sìu bên em còn rất là nhiều những nét văn hóa độc đáo. Thì em mong là một dịp nào đó là anh Phúc dành nhiều thời gian hơn để về tham quan trải nghiệm cũng như là tìm hiểu ạ. Ngay bây giờ đi tiếp luôn nè. Dạ, cảm ơn Trinh rất là nhiều. Cảm ơn Trinh. Hẹn gặp Trinh trong những số Check-in Việt Nam sau nha. Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Sán Sìu. Mặc dù huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát triển du lịch từ nhiều năm qua, nhưng nơi đây đồng bào vẫn gìn giữ được nhiều nét văn hóa của dân tộc. Từ những lời ca tiếng hát, nếp ăn nếp ở, đến phong tục tập quán và cả những món ăn truyền thống địa phương. Thưa quý vị, chúng tôi đã có mặt tại thôn Tiên Long, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ làm một cái món bánh là bánh chưng của người Sán Sìu. Và đây là chị Sáu và cô Thanh sẽ giúp cho Hồng Phúc làm cái bánh này. Chị Sáu là gói bánh từ khi nào? Từ bé ạ. Có nghĩa là tất cả những người phụ nữ Sán Sìu đều biết gói bánh chưng. Vâng. Vì sao ạ? Thế là dân tộc Sán Sìu thì ngày xưa các ông con cháu để lại cho con cháu lúc nào Tết tháng 5, tháng 12 thì gói cái bánh này. Dạ. Yeah. Cái gói bánh chưng này nếu mà... Ai cũng phải gói. Ai cũng phải gói bà hả? Chị tự chỉ em mới đặt ở đây, xong rồi bỏ ba cái lá dong ở dưới vào. Đúng không ạ? Vâng. Rồi chị cho em xin miếng nếp đi ạ. Cái nếp của Sán Sìu cũng rất là ngon nha mọi người. Cái đến với Tam Đảo tới với xã Đạo Trù cũng nghĩ là mọi người sẽ thử cái bánh chưng này. Rất là tuyệt vời. Rồi sau đó sao nữa ạ? Gói bánh đổ vào trong. Cho đổ xong mới cho thịt vào vào trong xong mới cho tí ở ngoài cái nếp ở ngoài này. Cho em miếng thịt lợn với ạ, bé bé thôi. Lỡ mà nó không có chín thì cũng ăn cũng không. Xong lại bỏ tí đổ lên trên nữa đúng không ạ? Vâng ạ. Bà làm màu khác hả? Bánh giò. À, bánh của bà là bánh giò. Bánh giò chấm mật. Dạ. Yeah. Chị Sáu đã hướng dẫn Phúc gói bánh khá tỉ mỉ, nhưng do không quen tay và cũng là lần đầu tiên Hồng Phúc gói bánh chưng gù, nên bánh của Hồng Phúc gói vừa xấu vừa thô. Chắc cần phải có cơ hội luyện tập nhiều hơn mới có thể thành thạo và gói đẹp được như chị. Cái này của chị đúng không? Cái này của chị đúng không? Của anh Phúc ấy, anh bảo Phúc chị ấy. Chị thử chị nhận dùng cái này đi, cái này của em này, em đây. Ờ, của đúng anh không? Em là cái này đúng không chị Sáu? Chị ừ cái đi. Ờ, của anh đấy. Chị Sáu chị gói rất là đẹp mọi người đây, đẹp chưa đều. Trong khi đó thì cái bánh của Hồng Phúc gói rất là cục mịch như cái gối hôn. Rồi, bây giờ thì đây, trời ơi, bà gói cái bánh giò đẹp quá nè.
À, cái này chỉ là nếp không thôi đúng không bà? Nếp thôi. Xong mình chấm với mật đường, mình ăn ạ. À, đẹp quá. Rất là khéo tay luôn. À, thường thì cái dịp nào mọi người sẽ gói bánh này nhiều nhất ạ? Tết gói bánh nhiều nhất. Cái này là cái mùa lạnh lạnh thì phải là Tết. Mỗi người phải nhà một nồi. Như vậy hôm nay là check-in Việt Nam tụi con đã ăn Tết sớm á, giống như là một cái năm mới tới. Mình đang là mùa hè nhưng mà được ăn bánh giò với lại bánh chưng của Sáng Diều là quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì bà đã gói được mấy cái rồi ạ? À? 5 cái ạ. 5 cái nhá. Và cái lá này cũng là lá dong luôn. Lá chít. Rất là thơm bà ha, nó rất là thơm. Không có cái này thì ăn không ngon đâu. Khi gói xong thì mình sẽ đi luộc đúng không bà? Luộc bao nhiêu lâu thì nó chín ạ? Cái này thì 2 tiếng chín rồi. Thì cái này phải 4 tiếng. À, bánh giò thì là 2 tiếng chín, còn bánh chưng thì là 4 tiếng mới chín. Vâng. Như vậy thì con xin phép bà với lại chị Sáu, con sẽ đi một vòng quanh thôn Thiên Long của mình. Con xem những hoạt động ở đây như thế nào và lát nữa bánh chín thì con quay lại con ăn nha, được không? Có ạ. Cả bánh chưng và bánh giò của người Sáng Diều đều có nguyên liệu chính là gạo nếp, được gói chặt tay bằng lá dông, lá chít, những loại lá thân thuộc với bà con người Sáng Diều nơi đây. Sau khi gói, bánh được buộc chặt bằng lạt giang, đem đi luộc trong nhiều giờ. Điều đặc biệt là bánh giò không có nhân, nhưng khi để nguội chấm với mật ăn rất ngon, rất mát. Giới thiệu đến quý vị, đây là chú Năm, chủ nhiệm câu lạc bộ hát soạn cô của thôn Tiên Long, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Chú Năm ơi, bây giờ chú Năm sẽ dẫn con đi đâu đây? Bây giờ là tôi là dẫn anh lên, hiện nay là câu lạc bộ chúng tôi đang tổ chức là giao lưu với cộng đồng văn hóa dân ca soạn cô của xã Đạo Trù, đang tổ chức ở cái thôn Tiên Long. Thế thì là nếu mà anh bất chút thời gian, tôi với anh lại cùng lên đến để chiêm ngưỡng cái điệu hát giọng cô của dân tộc Sáng Diều ạ. Đi chú ha. Đi mình đi chú nhá. Dạ. Trong ngôn ngữ của người Sáng Diều, giọng cô có nghĩa là ca hát. Những bài hát bắt nguồn từ cuộc sống, từ quá trình lao động, thể hiện tâm tư, tình cảm, ước vọng của người dân lao động được ứng tác, lưu truyền trong dân gian qua nhiều thể loại như hát ru, hát đồng dao, hát giao duyên, hát trong đám cưới, hát chúc thọ, hát trong lễ hội, hát mừng nhà mới, hát chúc Tết, hát đón khách khi có bạn đến chơi nhà. Hay quá! Tuyệt vời! Cháu không biết các cô chú hát cái gì nhưng mà cháu thấy cái tinh thần rất là vui và cô nào cũng cười tươi á. Các cô chú hát bài gì đấy chú Nam? Dân ca giọng cô của dân tộc Sáng Diều là có rất nhiều những bài rất đa dạng và phong phú. Thậm chí là hát ở trong sân khấu này, hát ở nơi cộng đồng giao lưu này, hát ở ngoài cánh đồng sản xuất này, hoặc là hát là vào ngày lễ ngày Tết là hát truyền dạy cho con cháu. Hôm nay đang hát cái bài, những cái nhóm bài hát là đón khách, tức là đón khách, bài đón khách. Gọi là hèn chi và các cô mặc đồ đẹp và các chú mặc đồ cũng đẹp. Thường thì các cô chú sẽ sinh hoạt ở đây vào thời điểm nào trong ngày ạ? Một tháng là 15. Cứ 15 hàng tháng là tập trung sinh hoạt. Câu lạc bộ chúng tôi là nó nằm trong trên 18.000 dân của xã trong một câu lạc bộ. Thế thì chúng tôi phải ấn định trong chọn một ngày để là luôn luôn ngày đó là bà con, là anh chị em hội viên là phải đến để cùng nhau giao lưu. Đấy, ngoài ra là khi nào có sự kiện nha, thậm chí là gấp 10 lần như này nữa. Rất đông, hàng trăm. Đấy, quá tuyệt vời. Hiện nay việc lưu giữ nét văn hóa đặc sắc hát soạn cô được người dân thôn Tiên Long, xã Đậu Trù, huyện Tam Đảo duy trì chủ yếu qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ hàng tháng. Qua những hoạt động thường xuyên, tình yêu và niềm tự hào về bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Sáng Diều đã trở thành động lực giúp các nghệ nhân không chỉ tích cực đến sinh hoạt mà còn mở lớp dạy hát cho các lớp thế hệ con cháu. Họ dạy hát cho các cháu thiếu niên theo hình thức truyền miệng nhằm gìn giữ ngôn ngữ và bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Quá thơm chị Sáu ơi. Đây là bánh giò đúng không? Còn đây là bánh chưng đúng không? Vừa ngọt vừa thơm. Nó hơi dẻo. Chấm mực à? Đây anh ăn thử. Cái này thì phải chấm mật. Đấy. Nó rất là ngon mà nó dẻo á. Kiểu như em thấy nó mềm xong rồi nó tan từ trong miệng. Cái này nhá, cứ mùa nóng thì cho vào thái xong cho vào tủ lạnh khoảng 3-40 phút ăn nó mát lắm. Dạ. Thì chị cho em thử cái bánh chưng đi ạ. Đây ăn để bánh chưng đẹp quá. Chưng này em gói này. Đây là ngọt, đây mặn. Nó thơm lắm nha chị, thơm nha. Bánh chưng của dân tộc Sán Diều ấy. Sao cái nhân nó rất là đậm đà chị, là do cái thịt mình ướp à? Thịt với đố với lại cho tí muối vào, đảo với nếp đấy.
Hành chi nó rất là đậm đà mà nó vừa ăn. Em cứ sợ nó bị nhạt thôi. Không, nhưng mà rất là ngon nha. Mà cái nếp của mình sao ngon quá chị ha. Vâng, cái nếp phải lấy cái nếp đong, cái nếp mềm á. Nếp thì cứng nó ăn nó không ngon đâu. Cảm ơn chị Sáu và hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái cảnh đẹp khác, những món ăn ngon khác tại các tỉnh thành khác trên đất nước Việt Nam của mình và những tập tiếp theo của Check In Việt Nam. Còn bây giờ Hồng Phúc và chị Sáu xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Xin chào.